Này là đập hộp một Rồi. trong những con đầu tiên DJI Mic 2 được đập hộp tại Việt Nam. Đây. Cái mặt lưng này gọi là trong suốt luôn nha. Quá đẹp. Thiết kế có vẻ là nhìn có vẻ gọn hơn. Trong này là nó có dắt tai si với lại là dắt luôn. Dây mới nha, này TRS qua TRS luôn. Nó khác với dây chuẩn cũ và dây thẳng nha. Này, dây này xài nó tiện hơn. Ok, nó xịn. Trong nó cái 500 nó với cái hình DJI cũng đẹp nha. Rồi, đây cái này. Cái này mới quan trọng nè. Đây. Ôi à, tôi bên quen. Bạn ở đây mua mic sẽ được tặng cái đồ đựng tiền Starbucks. Ok, cảm ơn mọi người. Phiên bản thứ hai của dòng DJI Mic ha. Đó, lúc mở rất là khéo ha. Nên mình chủ định mở thì mình mới bấm mở chứ mình không thể nào mình mà bất cẩn mở được. Rồi em. Hai cái mic thiết kế quá xịn sò. Rất là trendy, rất là bắt trend ha mọi người. Mình có thể thấy những cái viên mạch trong đây ha. Đây là nút nguồn nè. Đây là nút B để mà nếu mà lỡ mà mất kết nối mình có thể B lại bằng cái nút này ha. Cái nút này là cái nút record. Có tính năng để thu trên mic nữa, tránh trường hợp là anh em mình quay xong mình về mình mở lên mình thấy mất file âm thanh thì mình có thể record trên cái mic luôn để có thể là có file backup luôn. Rất là tiện lợi. Đây là cục RX cục thu ha. Thì nó cho phép mình chọn ngôn ngữ nè, vẫn là menu cảm biến à, nhưng mà có bổ sung thêm một cái tính năng của cái bên đây. Có phép cho phép mình tăng giảm. Thì nói chung thì menu chức năng của mic thì nó vẫn giống với cái con DJI mic cũ. Menu mới có thêm một tính năng mới nha mọi người. Đây là Power On Off Camera Simultaneously. Hôm nay Phú Quang rất hân hạnh là được khui con DJI Mic 2 để mà test thử cho mọi người về tính năng thu âm, lọc âm của DJI Mic 2 ha. Bây giờ mình sẽ thử test mic. Đây, khoảng cách là khoảng 2 mét ha. Âm thanh vẫn rất là ổn định. Bây giờ mình thử một cái nữa là xuyên âm đi ra khỏi cái gương này coi nó có thu âm vẫn tốt không. Đây, mình đang đứng ở số 34 cách mạng 8 phường Võ Thị Sáu quận 3 ha. Và ở ngoài thì đang có xe cộ rất là ồn ào. Ok. Thì DJI Mic Go 2 sẽ có hàng tại Phú Quang. Nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ Phú Quang mà để có sở hữu phiên bản mới nhất của dòng DJI Mic Go 2 này. Cảm ơn mọi người.